Bây giờ chúng ta học một vĩ tố kết thúc câu khác với đuôi dồ, với đuôi a o dò dồ. Vĩ tố kết thúc câu biếc và 씁니다. 받침, biếc gặp niên, biếc sẽ biến đổi thành niêm. Chúng ta đọc là 씁니다, 씁니다, không phải là 씁니다 mà là 씁니다 ha. Thế thì đuôi vĩ tố kết thúc câu biếc 씁니다 này khác với đuôi a o dò dồ là gì các bạn? À, vĩ tố kết thúc câu này dùng ở một nơi trang trọng, lễ nghi, ví dụ như là hội nghị, hoặc là chúng ta đi học chúng ta phải phát biểu, hoặc là ở trong những cái nơi trang trọng thì chúng ta dùng đuôi vĩ tố kết thúc câu đuôi biếc và 씁니다. Đuôi a do vô vô thì là dùng với những người quen biết, những bạn bè với nhau đã thân thiết rồi, không dùng trong những buổi hội nghị hoặc là nghi lễ, nghi thức nào cả. Thế chúng ta xem vĩ tố kết thúc câu biếc và 씁니다 này chia có khác gì với lại vĩ tố kết thúc câu a o do vô không nha các bạn? Rồi, news là tin tức. Thế thì đây là ai đây các bạn? Phát thanh viên. Phát thanh viên thì đang phát ở trên sóng truyền hình. Sóng truyền hình là một nơi công cộng. Nơi công cộng thì chúng ta không thể nào dùng a o do vô được, mà chúng ta phải dùng đuôi biếc và 씁니다. Bởi vì đó là một nơi công cộng cho nhiều người xem. Nó mang một cái tính trang trọng. Thế thì bởi vì mang tính trang trọng nên chúng ta phải dùng đuôi 씁니다 hoặc biếc. Được chưa? Rồi, một 씁니다. Tại sao đây là dùng 씁니다 mà không dùng biếc? À, bởi vì động từ một tà này có 받침. Động từ có 받침, được chứ các bạn? Thế thì những động từ hoặc tính từ có 받침 thì chúng ta bỏ chữ tà đi và chúng ta dùng 씁니다. À, dễ, đúng không các bạn? Một 씁니다 thôi. Các bạn chỉ nhớ trong đầu, à, tất cả những động từ hoặc tính từ có 받침, nếu chia đuôi biếc hoặc 씁니다 thì bỏ tà đi và chúng ta dùng là 씁니다. Và chúng ta được là một 씁니다. À,